Quang Hải bày tỏ sự bồi hồi khi gặp lại đội bóng cũ nhưng đặt quyết tâm thi đấu tối đa cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cảm xúc của tôi rất khó tả, nhưng là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi sẽ ra sân và chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì cá nhân mình và câu lạc bộ chủ quản. Tôi sẽ thi đấu hết khả năng, Quang Hải chia sẻ trước trận đấu với Hà Nội FC. Đây là lần đầu tiên Quang Hải đối đầu Hà Nội FC kể từ sau khi chia tay đội bóng cũ cách đây hơn một năm. Đáng chú ý, trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Nội FC sắp tới là màn so tài của hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch V-League 2023. Hà Nội FC, câu lạc bộ Công an Hà Nội, Thanh Hóa và Viettel lần lượt chiếm 4 vị trí đầu bảng với khoảng cách giữa các đội chỉ một điểm. Vì vậy, cuộc đua vô địch V-League 2023 hứa hẹn còn nhiều hấp dẫn. Quang Hải nhận định, đây là mùa giải rất hay và kịch tính cho đến vòng đấu cuối cùng. Tôi đánh giá đây là 4 đội rất mạnh và có lực lượng tốt. Đội nào đặt quyết tâm cao nhất, chắc chiu cơ hội và có thể giải quyết từng trận đấu thì đội bóng đó sẽ đạt được thành tích tốt nhất. Đội thắng trong cuộc so tài giữa Hà Nội FC và câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ chiếm ưu thế lớn trên đường đến ngôi vương mùa này. Quang Hải từng thi đấu nhiều năm ở Hà Nội FC, vì vậy sự hiểu biết của anh sẽ mang đến lợi thế nhất định cho đội nhà. Tiền vệ sinh năm 1997 đánh giá Hà Nội FC rất lợi hại, đặc biệt là bộ ba tấn công. Mọi người đều biết tất cả cầu thủ của Hà Nội FC đều chất lượng, ai cũng có thể tỏa sáng ở thời điểm quyết định. Đối với Hải, những người như Văn Quyết, Tuấn Hải hay tiền đạo ngoại binh đều có thể tỏa sáng ở tất cả mọi lúc, Quang Hải cho biết. Trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hà Nội FC sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 6 tháng 8 trên sân vận động Hàng Đẫy.